Hello, xin chào các bạn. Meta đây, Meta đã quay trở lại với các bạn trong những cái chữ video nhà nông không suy dinh dưỡng. Và ngày hôm nay, Meta mong muốn các bạn được tìm hiểu kỹ hơn về cái hạt mè. Đây là một hạt mè hoặc là một cái tên gọi rất là hay, đó là hạt vừng nữa các bạn. Đã, ở nơi Meta gọi là hạt mè. Hạt mè hôm nay chúng ta đang tìm hiểu đó là hạt mè đen và chúng ta sẽ uống sữa hạt mè đen. Những cái video mà Meta chia sẻ trong cái chuỗi bài là nhà nông không suy dinh dưỡng, Meta hy vọng rằng là mỗi ngày các bạn hãy thực hành một công thức và chăm chỉ thực hành như vậy để cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ cũng như là mọi người trong gia đình của các bạn ở vùng nông thôn để các bạn không bị thiếu dinh dưỡng các bạn ha. Và nào hôm nay chúng ta để chế biến cái sữa hạt mè đen này vô cùng đơn giản nè, nhưng mà cũng lưu ý một xíu xíu. Hạt mè đen các bạn cần phải rửa sạch, loại bỏ hết tạp chất. Ở đây là nó có, thường là nó có sạn, cho nên các bạn hãy cẩn thận một chút xíu. Sau đó là các bạn phải ngâm rửa hạt mè phải ít nhất 5 tiếng. Nếu các bạn làm sữa vào buổi sáng, các bạn có thể ngâm qua đêm, nó hơi dài hơn một chút xíu cũng không sao hết. Nhưng sau khi ngâm thì hạt mè nó sẽ tiết ra những cái chất ức chế dinh dưỡng, nên các bạn cần phải là lọc, bỏ, rửa dưới vòi nước. Meta thường là dùng cái vợt như thế này nè, xong rồi rửa ở dưới vòi nước, cứ xả nước xuống, rửa dưới vòi nước, xong đó rồi thì chúng ta bắt đầu chế biến. Hạt mè chúng ta có thể sử dụng ăn sống, cho nên các bạn có thể xay sau đó uống luôn, không thành vấn đề. Nhưng nếu các bạn muốn bảo quản thì kiểu như vậy rất là nhanh hư, thì các bạn cần phải đun lại cho nó sôi, sau đó để nguội rồi đóng chai, rồi các bạn sẽ bảo quản trong tủ mát. Các bạn sử dụng trong 3 đến 5 ngày vẫn rất là ok. Ok, thì công thức sữa hạt mè đen của ngày hôm nay của chúng ta sử dụng ở đây là Meta sử dụng 100g mè đen do một gia đình 4 người. Và Meta sử dụng khoảng 30g đường hữu cơ, đường vàng hữu cơ, một chút xíu muối để tăng sự hấp thu dinh dưỡng. Cái mè đen này nó chứa rất là nhiều năng lượng, cho nên là các bạn có thể sử dụng một lượng ít chất tạo ngọt thôi là đủ rồi. Và thứ hai nữa là các bạn có thể thêm một miếng cùi dừa để sử dụng, nhưng mà cực kỳ giàu năng lượng rồi, nên các bạn nếu đang muốn kiểm soát năng lượng mà thêm cùi dừa thì năng lượng nó sẽ rất là cao, nên các bạn có thể cân nhắc vào vấn đề này ha. Trong 100g hạt mè chứa tới 573 calories, rất là cao so với video ngày hôm qua các bạn học, đó là hạt đậu đỏ tây đúng không? Và chứa khoảng 18g protein. Về mặt protein thì nó cũng khá tương đương so với đậu đỏ tây ngày hôm qua. Và có chứa một lượng chất béo ở đây gần 50g chất béo. Có chứa khoảng 24g carbohydrate và không có cholesterol, và chất xơ ở đây có khoảng là 11,8g. Và chất xơ này cực kỳ tốt cho các vấn đề tiêu hóa của các bạn. Trong mè đen nó chứa cực kỳ nhiều vitamin các bạn. Vitamin nhóm A, này, B1, B2, B5, B6, có chứa biotin rất là tốt cho tóc và da các bạn nè. Có chứa acid folic dành cho những cái bạn mà thiếu máu do thiếu folic nè. Có chứa vitamin B12, C, D, E và vitamin PP, cả vitamin K nữa. Về mặt khoáng thì mè đen cực kỳ giàu khoáng luôn. Nào là kẽm nè, phosphor nè, iốt nè. Như các bạn, nhiều bạn là sợ thiếu iốt do các bạn không ăn muối iốt đó, thì các bạn sử dụng mè đen là các bạn cũng có một cái lượng ok rồi. Có magie nè, rất là tốt cho tim mạch và thần kinh của các bạn. Có đồng nè, rất là tốt cho tim nè. Có kali, có silen. Silen rất là tốt cho tuyến giáp các bạn nhé. Rồi có sodium là muối đó các bạn. Có canxi. Các bạn xem một cái bộ video về canxi và Meta chia sẻ, hãy lưu ý đến hạt mè. Và có sắt dành cho những các bạn thiếu máu do thiếu sắt, cũng rất là quan tâm ở đây, các bạn lưu ý ha. Và về mặt dinh dưỡng là như vậy. Vậy thì cái chủ yếu là những cái chức năng chính mà mè đen mang lại cho sức khỏe của các bạn đó là gì? Một trong những cái chức năng đầu tiên á, là phải được kể đến, đó chính là cải thiện da và tóc. Móng, da, tóc, móng rất là tuyệt vời. Cái thứ hai đó chính là nó sẽ cân bằng huyết áp. Nên là các bạn
có những cái vấn đề như là huyết áp cao hoặc huyết áp thấp, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được mài đen cơ, vì chúng sẽ giúp cân bằng được huyết áp, cho nên là bạn không quá lo ngại là mình cao thì mình dùng được không hay thấp mình dùng được không nha. Và nó được ghi nhận rằng là mài đen được sử dụng thường xuyên thì có khả năng chống lại ung thư. Mita sẽ sử dụng máy xay sinh tố để chế biến sữa hạt này. Các bạn có thể sử dụng một máy xay nào bất kỳ mà các bạn có. Máy xay sinh tố thì rất là dễ mua, các bạn có thể sử dụng. Và sau khi chuẩn bị sơ chế xong thì các bạn chỉ cần cho mài đen vào cối xay. Nếu trong trường hợp mà bạn không có xay máy xay sinh tố thì bạn ngâm ra rồi thì bạn ăn trực tiếp như thế này. Một ngày bạn có thể ăn khoảng 4 muỗng như thế này là quá tuyệt vời. 4 muỗng nó khoảng tương đương khoảng 50 gram đấy các bạn. Cho một người á, nếu mà các bạn ăn uống thiếu dinh dưỡng và không ăn gì á, rất là ok. Rồi, văng ra ngoài một ít. Đó, các bạn sử dụng khoảng 30g đường vì năng lượng này nó cao rồi, cho nên các bạn dùng ít đường thôi để cho giảm bớt năng lượng. Một xíu muối để cho dễ hấp thu dinh dưỡng. Đó, các bạn có thể xay với nước nóng hoặc xay với nước mát đều được ha. Mita thường là xay với nước nóng vì nhà mình là có người lớn tuổi, cho nên khi mà uống mấy cái này mà nó lạnh là mọi người không uống được. Sử dụng cho 1 lít nước bạn ha. Và chúng ta xay, đợi một xíu nữa thôi là chúng ta đã khát sữa rồi. Rồi, xong rồi các bạn. Chúng ta mở ra, trước hết là xì hơi xíu bunny. Có kinh nghiệm rồi. Ui, gỡ luôn ra tí gắn lại xong. Đó. Ok, vì ta xay nước ấm cho nên nó vẫn còn ấm nè. Ba mẹ chỉ thích ăn như vậy thôi. Xì hơi ra. Xì hơi ra mà mỡ còn khó này. Đó. Thôi các bạn xay bằng máy xay chân không, xay xong là không có thấy bọt gì mấy ha. Làm khi mà trong trường hợp mà bạn không có thích cái xác mè một chút xíu á thì bạn hãy lọc đi. Đó, nhưng mà không lọc cũng không sao, ăn nó rất là tốt, không có vấn đề gì đâu ha. Rất là miệng bạn nè. Mẹ ơi, chuẩn bị. Hôm nay mè đen mày nè. Một lấy nè. Con này. Mời các bạn uống sữa mềm. Trời ơi. Nó ngon quá. Béo ngậy á, ngon ơi là ngon luôn. Đó, thì mình xay nước nóng cho nên rất là ok. Mẹ một ly, ba một ly và đây mẹ. Đó, mẹ thấy con xay mị nhầm. Ngân ơi, uống sữa. Sữa này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng thực hành mỗi ngày các bạn nhé. Sữa này các bạn có thể sử dụng là một tuần 1 đến 2 lần hen. Đó. Và loại sữa này cũng không phù hợp với trẻ sơ sinh các bạn. Tất cả mọi người từ tất cả mọi người từ trên 2 tuổi trở lên là có thể dùng được, nhưng mà không phù hợp với trẻ sơ sinh. Nếu các bạn muốn bảo quản lâu ngày
hai ba hôm sau trong tủ lạnh để dùng á, thì các bạn cần phải đun lại cho sôi và để nguội, sau đó đóng chai rồi các bạn sẽ bảo quản. Nếu các bạn thích trong vắt trong veo luôn thì hãy lọc sơ, và nếu trong trường hợp mà mình không cần thiết quá trong vắt trong veo thì uống như thế này cho có chất xơ và để hỗ trợ trong tiêu hóa tốt hơn thì không cần phải lọc hen. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.